Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ lưu ý các bạn một chút, đó chính là series này từ ngày hôm nay mình sẽ đổi tên thành hướng dẫn tân thủ nông dân nha các bạn. Đấy, để tránh bị các bạn bắt bẻ với câu chữ, bởi vì ngay từ video đầu tiên của cái series này thì mình đã bảo các bạn là mình sẽ nạp một cái thẻ tháng, vì là mình không có thời gian ngồi xem quảng cáo. Thì cái thẻ tháng này các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm 2 lượt khiêu chiến yêu vương mỗi ngày, cộng thêm vào đó nữa là 100 đào mỗi ngày. Tức là tính ra đâu đó là mỗi một ngày chúng ta sẽ có lời hơn những bạn nào mà không nạp là khoảng 300 đào. Cộng thêm cái việc đó chính là tự động cũng như là tăng tốc chặt cây. Ok chưa? Thì thôi, nếu như các bạn bắt bẻ mình câu chữ về cày chay đó thì mình sẽ không sử dụng từ cày chay nữa. Bởi vì mục đích chính của cái series này thì mình cũng chỉ muốn hướng dẫn cho những bạn nào mà mới chơi game hoặc là chưa biết chơi game làm nào để có thể chơi game nó dễ dàng hơn thôi. Thì mình sẽ đổi tên thành nông dân nhé các bạn. Ok, nông dân này là 129.000 chắc không vấn đề gì đúng không? Còn ngày hôm nay thì là ngày thứ 5 rồi, thì chúng ta làm những cái gì? Ngày thứ 5 mình chắc chắn là mình sẽ lên được cây 11. Và lên cây 11 thì chắc chắn là chúng ta sẽ xả đào thôi. Mình đã tích lũy sẵn gần 1.000 đào đây rồi. Và khi mà mình đã đổi sang em ong già rồi các bạn ạ, mình thấy là em ong già này có thể là cái phần công của nó cộng vào cao, nhưng mà em ứng long này thì mình vẫn thấy nó ngon hơn nha các bạn ơi. Nên là tí nữa thì mình vẫn sẽ đổi sang em ứng long để đi PK cũng như là đi vượt ải cho nó dễ dàng nha. Về lâu về dài thì chơi em ứng long thì nó vẫn ổn các bạn ạ. Mình sẽ cài lại em ong già, sau đó là chuyển sang em ứng long nha các bạn ơi. Ra trận luôn này, tăng cấp nha. Mình thấy em ứng long này ngon lành hơn đấy. Chơi ứng long quen rồi, thành ra là phê hơn. Và đặc biệt nữa là chơi ứng long này có một cái lợi thế, tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Sao lại nên chơi ứng long đấy? Ok chưa? Thì công cũng cộng 25%. Nói chung là nó cũng kha khá đấy các bạn ạ. Và với cái em ứng long này thì các bạn chỉ cần những cái trang bị nào mà lực chiến cao hơn thì các bạn cứ ưu tiên chọn cho mình, bởi vì chủ yếu đánh bằng ứng long các bạn nhé. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến đấu pháp này. Chắc chắn là đấu pháp của mình sẽ bị ở top rất là cao xa bay rồi, bởi vì là mình tích đào bây giờ mình mới xả mà các bạn. Đấy, đánh đi, đánh cho vui thôi, còn không quan trọng là thắng thua nha. Đấy, mày này, mày này, ui đau thế. Đấy, vào đi, chủ yếu là làm nhiệm vụ thôi các bạn. Đấy, rồi mình thấy có một trang bị nào đó nhiều lực chiến hơn mình quá, liên kích bạo kích à. Ok, chặt cây 10 lần đúng không? Lực chiến tăng hơn là mình cứ lụm thôi. Để xem nào, còn một ải nữa, 5.10, cũng căng thẳng phết đấy các bạn ạ. 5.10 thì cứ để đấy. Rồi, lại tiếp tục được khiêu chiến đấu pháp thêm một lần nữa nha. Chiến thử xem nào, 266 vạn. Ok, nếu như bạn ấy chơi ong già thì mình lại không hề sợ một tí nào luôn. Đặc biệt là khi mình sở hữu ứng long nữa thì thô, làm sao mà bạn ấy chống cự được, sao mà đỡ được. Choáng ạ, sao mà đỡ được. Đấy các bạn thấy không, em ứng long nó là như vậy đấy, cực kỳ khỏe. Ui, tiếp tục lực chiến cao hơn này. Đấy, cây 11 rồi, bây giờ cứ xả thôi các bạn ơi. Đấy, tích lũy một chút, nhưng mà khi mà lên cây 11 rồi thì chúng ta sẽ xả nó cực kỳ ngon lành cành đào các bạn. Rèn luyện thế thôi, mình hết rồi. Nông dân chỉ có vậy thôi. Không quá hàm hố vào mấy cái sự kiện đua top kiểu như thế này nha các bạn. Chủ yếu làm sao xả đào cũng như là tích đào hợp lý là được các bạn ơi. Ok, rồi. Khiêu chiến yêu vương thì mình vẫn còn full 8 lượt. Nếu như bạn nào là nông dân ấy thì chơi cái đoạn này nó chỉ có 6 lượt thôi. Nhưng mà bởi vì mình là có nạp với thẻ tháng cho nên là mình sẽ có 8 lượt càn quét. Đấy, các bạn tị là tị chỗ đấy này. Ok, không vấn đề gì, mình sẽ đổi thành nông dân vậy. Bây giờ mình sẽ đi vượt cái ải này. Có một cái món đồ tăng khá lực chiến này. Đánh thử xem nào. Hy vọng rằng là với em ứng long thì có thể vượt qua được nha. Mặc dù là mình để kháng né rồi nhưng mà con này nó cứ né hoài các bạn ạ. Cay vậy. Ok, cố lên ứng long ơi. Choáng rồi. Trời ơi, nhìn nó vẫn lực lắm các bạn ạ. Lực đìa lắm. Nó cứ né hoài ạ. Úi, có choáng, hay quá. Ứng long, tuyệt vời, hay lắm. Tiếp tục, úi, choáng nhiều này. Choáng nhiều, nó lại choáng. Sao mà đỡ được. Hay quá các bạn ơi. Thế là mình có thể độ kiếp lên rồi. Và bây giờ chắc chắn là level của mình lên cả một cục rồi. Cộng với cả cây 11 nữa là hợp lý luôn. Đấy, nông dân phải biết tích đào như thế các bạn nhé. Lên luôn. Úi giời, đẹp trai chưa. Quá thần trung kỳ. Đồ này thôi bỏ đi các bạn ạ. Ồ, sao lại ra mấy cái đồ cùi bắp ấy nhỉ. Ủa, sao nó vừa hiện ra cái đồ cùi thế nhỉ.
Ở đây này. Vãi cả trưởng thật, ảo thật đấy. Đây là từ level 115 lên tận level 121 này các bạn. Và với cái level chênh lệch như thế, chắc chắn là những món đồ sau này, úi dồi ôi, ngon lành luôn. Lực chiến lại tăng nhiều các bạn ơi. Quỹ tu vi xem nào. Ồ, 120 tiền ngọc. Quỹ mạo hiểm. Ồ, hình như là mình có thể chiêu mộ thêm tinh quái một lần nữa thì phải. X10 đúng không? Đúng. Ơ, ngon này. Nhiều choáng là ok đấy các bạn ạ. Cũng được. Liên kích bạo kích với choáng ở giai đoạn đầu vẫn cứ là ok nha các bạn. Tiếp tục này. Đấy các bạn thấy không? Lực chiến trang bị của mình ở level 121 nó khác bọt hẳn luôn. Tăng lên khá khá nha các bạn. Đấy, chủ yếu là các bạn nông dân tân thủ biết cái cách chơi, tích tiết các kiểu xả nước lúc nào cho nó hợp lý. Chứ còn nếu như chênh vài trăm đào thì các bạn cứ trừ hao đi là được. Đấy, đơn giản mà. Để mình xem sao nào. Wow, đến tận 5.17 thì mới có thể là độ kiếp thêm một phát nữa. Càng ấy. Đặc biệt là mấy em lực ca này trông lực thực sự luôn, đánh trâu lắm các bạn ơi. Này phải có đồ ngon, chỉ số perfect thì chúng ta mới qua được các bạn ơi. Tiếp theo nữa là ngày mai, ngày thứ 6, chúng ta sẽ mở ra cái tính năng thần thông các bạn nhé. Ok, thì sau một hồi mình xả đào thì yêu lực của mình đã lên được 316 vạn. Lúc đầu là mình là 282 vạn thì phải, là mình đã tăng được khoảng 34 vạn nha các bạn. Đấy, thì xả một cái thôi là yêu lực tăng lên nhanh chóng rồi, có gì đâu các bạn ơi. Mình thì vẫn còn cái để tăng lực chiến nữa nhưng mà mình chưa muốn tăng vội. Đấy, mình muốn khai ngộ cao cao một chút. Sau đó là mình sẽ đi kích hoạt cái huyết mạch này thì nó sẽ hợp lý hơn. Nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục là đi cái chấn yêu tháp này các bạn nhé. Thì các bạn chơi game lưu ý đến mấy cái lưu ý nhỏ nhỏ như vậy để có thể là tối ưu được tài nguyên nhé. Nửa đầu video thì nó là ngày 5, còn bây giờ sẽ là ngày 6 các bạn nhé. Mình định tách ra làm hai cái video nhưng mà nào lúc edit xong thấy ngắn thế. Được 6 phút các bạn ạ. Thế thì thôi, lại làm luôn cái ngày 6 ở đây cho nó chất chơi mình rơi. Để các bạn thích xem dài khoái hơn nha. Ok, được, các bạn lưu ý là series này mình đã đổi tên thành là Tân Thủ nhé. Không còn để là cái chay nữa các bạn ạ. Bởi vì là nào với thẻ tháng ở đây thì nó cũng hơi khác bọt một tí thì các bạn lại cứ bắt bẻ mai. Thôi mình đổi luôn thành Tân Thủ đi để hướng dẫn các bạn Tân Thủ luôn cho nhanh. Yo, ngày 6 được 100 đào và 1.000 tiền ngọc, được chứ. Đặc biệt ngày hôm nay là sẽ có cái tính năng thần thông quảng đại các bạn nhé. Quá đỉnh thần thông rồi này. Đấy, ok á. Ếch ếch các kiểu này. Đấy, nói đến con ếch ếch các nhớ. Kiểu gì hôm nay cũng sẽ có thêm phần thưởng, đó chính là một chú heo rừng. Em heo rừng này thì sẽ không chỉ là giúp cho chúng ta thay đổi cái ngoại quan mà còn giúp cho chúng ta tăng được thêm một chút chỉ số. Đấy, cường hóa thuộc tính kháng này các bạn này. Lực chiến cộng lên được 28 nền. Chỉ có một cái lưu ý này thứ 6 này, tức là trong cái phần bảng quần hùng này, các bạn nhớ full 10 lượt đánh ở đây các bạn nhé. Thực ra cái này nếu như các bạn mà thức được đúng 12 giờ ấy, các bạn căn 2 ngày thì các bạn sẽ đánh được thôi. Nó cực kỳ đơn giản bởi vì đây toàn là các thủ vệ đánh những boss mà các bạn. Được rồi, tạm thời là nhận quà trong top 200 và top 100 này đã. Để xem là thần thông ra được những cái gì đây. Ôi dồi, click hơi nhầm tí, khai ngộ. Rồi, tí nữa mình khai ngộ tỷ lệ này nó ngon ngon lên tí là mình bắt đầu xả hết 400 cái linh thảo này là lực chiến nó sẽ tăng liền các bạn ạ. Nhận thần thông, rồi X1 phát xem nào. Tiếp tục. Ôi, bây giờ mình chả cần thần thông cam, mình chỉ cần thần thông tím là được à. Được 3 phát X10. Rồi, 3 đầu 6 tay luôn. Phát nữa đây. Ôi dồi, phát nữa. Ôi, cái gì đây, ngũ hành bổ khuyết à. Con thua lắm các bạn ạ. Bởi vì là cái này tăng trị liệu thì mình đâu cần đâu. Cái này này. Thôi nhưng mà tạm thời mỗi cái này là ngon nhất, có hồi HP các bạn nhé. Cú cưa cú nhảy thêm được một tí. Cái này cũng được, nhớ đâu bị choáng cũng ổn này. Ám kích đấy, chơi được ấy. 3 đầu 6 tay. Cái này cũng được đấy các bạn này. Hợp lý, nếu chơi liên bạo là được này. All in hết vào cái này nha các bạn ơi. Quán đỉnh thần thông nhận thêm phần thưởng. Rồi luôn, thần mạch này nhận thưởng thêm phát nữa. Kiểu gì chả được chiêu mộ thêm. Tiếp tục nào. Nhận thần thông. Liệu rằng có cái thần thông cam này không đây. Phát nữa đi. Tiếp tục nào. Trời ơi, không có một tí nào gọi là thần thông cam xuất hiện cả. Thần mạch. Rồi, ngon lành. Perfect các bạn nhá. Rồi, xem nào. 580 à. Đây rồi, một thần thông tím 3 đầu 6 tay. Ô, hợp lý này. Được đấy chứ. Với hai cái cùng một lúc này mình có thể là nâng cấp được lên đột phá. Cấp tối đa có thể lên là 50 và mình sẽ có hai cái ấn ký cho cái này.
All in hết vào ba đầu sáu tay vậy. Quán đỉnh thần thông thần mạch tiếp tục lại. Được đấy chứ. Xem nào, túi càn khôn. Tinh quái chắc Việt tùy chọn à. Để xem mình chưa có em nào ta. Ô tí nữa đi. Đấy, dùng luôn hai cái ấn ký. Được 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 được. Thần thông. Nhận thần thông nữa nào. Hai phát. Rồi. Úi, kim cang bất hoại. Oh man. Được 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 được. Ôi, nhưng mà nó lại trùng với cái ba đầu sáu tay. Cay thế nhở. Bực thực sự các bạn ạ. Chính ra cái này cũng được. Thiên về tấn công. Nếu như mà các bạn kia mà ghê quá thì mình có thể chơi kim cang bất hoại như thôi. Ưu tiên vào cái này đi. Mình thích chơi tấn công các bạn ạ. Đó. Úi, lại tiếp tục này. Thần mạch mở liên tục các bạn nhé. Ồ, nhiều ấn ký luôn các bạn ơi. Túi càn khôn. Mở luôn. Dùng. Ok là. Sao lại hết cái đá xanh này được nhỉ? Bây giờ mình phải đi chặt cây cái đá các bạn ạ. Để có thể là kiếm thêm đá xanh. Sau đó là nâng cấp cho cái điểm thần thông của mình lên nha. Và tiếp theo đấy nữa là mình sẽ xả hết cái huyết mạch này. Thì đấy là mình chia sẻ với các bạn những cái gì mình làm trong ngày thứ 6. Thì các bạn tân thủ có thể biết được nhá. À, trước khi kết video đi reset linh thú một tí nào. Xem ra được ứng lòng hay không đây. Ôi, vậy. Hình thế à? Ôi, ôi, được cái chứ các bạn. Ra luôn một em ứng lòng này. Lại tích lũy để có thể là sở hữu ứng long thôi. Chúc bạn chơi game vui vẻ và hên như mình nhá. Và các bạn muốn hên như mình thì nhớ đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like để mình lan tỏa cái sự hên này cho các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.